Con xin chào các ông bà này. Con xin chào các bà. Nope. Con xin chào các bà. Trước mặt tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cho em mật ong bạc hà. Và ở nhà thì vẫn còn vài lít mật ong rừng nữa. Quý ông bà, cô chú, anh chị nào cần mật ong để mà làm thuốc thì có thể là liên hệ cho em Bình để em Bình gửi mật cho tất cả quý ông bà và cô chú, anh chị. Em Bình xin kính chào toàn thể quý các bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Em Bình xin kính chúc tất cả quý các bác, anh chị và mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại thì em Bình đã có mặt tại nhà của hai cháu Thò Mai và nhà của anh Bí Thư Lành. Ngày hôm nay thì em Bình cũng được anh Bí Thư Lành mời vào đây để dự bữa cơm tân gia nhà mới của hai cháu Thò Mai. Và anh cũng có nói với em Bình để đón hai con của em Bình vào đây nữa để dự bữa cơm, để trông vui với hai cháu. Còn bây giờ thì em Bình xin mời tất cả mọi người hãy đồng hành cùng với em Bình trong cái thước video này ạ. Anh còn đây là đây là hai con nhé. Thì bây giờ thì hai con xin chào các ông bà này. Con xin chào các bà. No. Con xin chào các ông các bà. Ngày hôm nay cũng là ngày thứ bảy nên là hai con cũng được nghỉ nhé các bác ạ. Đấy, hai con ăn kẹo đi. Lúc đấy là anh Daniel cho kẹo cho hai con ăn. Đấy, hai con ăn đi. Anh ơi, anh cũng biết nhỉ. Đấy, bây giờ là anh em đang chuẩn bị nấu cơm để một lát nữa thì sẽ ăn cơm trưa. Đấy, ngày hôm nay thì cũng có cả em Dũng này, đây là em Dũng. Chào em nhá. Đây là em Dũng. Có cả em Dương đẹp trai bên này nữa các bác nhé. Trai lắm. Có rất là nhiều cháu mồ côi. Ngày hôm nay thì sẽ có một bữa cơm nên là cũng gọi hết các cháu vào đây để mà lát nữa thì sẽ ăn cơm. Ngày hôm nay thì có mặt tất cả các cháu. Cháu Dính này, em Dũng này, đấy, hai con này. Có cả một cháu bên này nhưng mà quên tên rồi. Đấy, rất là nhiều cháu mồ côi. Mồ côi bố, mồ côi mẹ này. Mồ côi cả bố mẹ đều có nhé. Đấy, đặc biệt là có cả em Dũng này. Rồi là em Dính, kênh của em A Thán đều vào đây. Các cháu nhỏ gần bản cũng vào đây hết nhé các bác ạ. Đấy, được anh phát sứa cho uống. Các cháu là rất là thích ăn kẹo và uống sứa. Bên này là đang chuẩn bị để mà nướng thịt. Đây là thịt lợn các bác, thịt lợn. Bây giờ chuẩn bị làm thì chắc phải buổi trưa, chiều mới được ăn, khoảng 1 giờ là mới được ăn đấy các bác ạ. Đấy, trên này là nhà của anh Bí Thư Lành thì cũng là một căn nhà rất là khang trang và đẹp. Đấy, nhà rất là đẹp luôn. Ôi, em bé này không đi dép nhỉ? Không đi dép à? Sợ cái gì chọc vào chân. Ăn kẹo ngon không à Mai? Ngon không? Ngon không nô? Đấy. Người lớn đưa cho cái gì phải xin nhé. Biết chưa? Nghe lời nhé. Hai con là còn rất là nhỏ. Nên là nhiều khi là Bình phải nói rất là nhiều, phải chỉ cho hai con. Thứ bảy là được nghỉ giờ, thứ hai mới đi học nhỉ. Nếu mà nóng quá thì con bỏ cái mũ này ra, nóng quá. Đấy, được rồi. Tóc bụt xù hết. Đấy, thế này cho gọn gàng. Đấy, cái này rất là dễ ăn nhỉ, cái bỏng. Đấy, cái bỏng ăn rất là dễ ăn luôn các bác ạ, ngon. Ngọt nữa. Ăn xong thì uống sữa nhé. Nhớ bố dậy chưa? Người lớn đưa cho cái gì phải xin, cháu xin nhé. Uống
Em Dũng sáng nay ra sớm à? Vâng, em ra sớm. À. Thời gian này là thấy em Dũng là trưởng thành rất là nhiều luôn các bác. Cả cháu Dính nhá. Đấy, cháu Dính. Anh có biết anh không? Có. Có, anh gì nhỉ? Nhớ tên nào? Anh Bình. Anh Bình á? Ôi, vẫn nhớ tên anh à? Đấy. Này, hai em kia vẫn là hai cháu là hai con của anh đấy. Đi chơi với Mino nhá. Mino ở bên kia thì chơi Mino nhá. Nô ơi, tí chơi với anh Dính nhá. Thì ăn cơm cùng với em nhá. Đấy, Dính là lớn rất là giỏi, biết nói tiếng phổ thông rất là giỏi. Dính dịch đi dễ Dính. Cho uống. Đấy, sẽ đưa các bác đi lên trên nhà của anh Bí Thư Lành một vòng. Đấy, cho các bác hình dung đến nhà của anh Bí Thư Lành như nào nhé. Ở dưới là anh trưởng thôn già và anh Ná đang nướng thịt. Đấy, bây giờ là chưa cần phụ giúp, một lát nữa thì sẽ có nhiều việc để làm thì sẽ phụ giúp. Nhà của anh rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, trong này là đang nấu cơm. Nó chịu mỏ. Đấy, đếch củi. Chú mỏm lên ấy nhỉ? Đấy, nấu cơm. Chào anh nhá. Chào anh Hanh nhá. Vâng ạ. Em chào anh Lành nhá. Ừ, chào nhá. Đang làm việc đấy. Có ạ. Vâng. Thôi không bắt tay nhá. Tay đang dính mới. Vâng, anh đang làm việc. Vừa vào phải không đi? Vâng, với lại ấy. Cuối đầu anh còn không nhìn thấy em còn chứ nữa. Cả anh Xính, anh A Xính. Chào nhá. Vâng. Đấy, các anh em là vào sớm hơn nên là làm trước. Vâng, sáng nay chuẩn bị sáng. Vâng. Em thì hôm nay là đi đón. Đi đón vừa mới mổ nhưng mà hôm qua anh bảo là đi đón hai con nuôi ấy, nên là em đi đón xong là ra hơi muộn. Nhưng vâng. Mà hai cháu đi chứ? Ra đây rồi anh ạ. Vâng. Ra ký anh ấy trao cái phần quà của anh Daniel cho các cháu. Vâng. Còn sáu cháu là hơi xa nên là em không đi đón được. Đi không đi à? Xa quá không đi đón được. Nếu mà không đi thì tí. Với lại em không chở hết đấy. Tí chú nhận xong là chú lấy đi trao cho cũng được. Vâng, thế nào cũng được anh ạ. Đấy, rất là cảm ơn mọi người các bác. Đấy, còn các chị em phụ nữ là còn gì nhỉ? Cơm và là hấp mềm mén đấy. Đang bỏ củi luôn à? Vâng. Đấy. Bây giờ là con gái con trai là như nhau nhé. Làm việc như nhau luôn. Bình đẳng rồi anh. Bình đẳng. Các chị em phụ nữ vùng cao là đặc biệt là rất là chăm chỉ các bác ấy. Chăm chỉ làm việc. Em thật chứ ra sớm chưa? Sớm nay không xem được rồi. À không xem. Nhưng mà ra lâu chưa? Ra lâu. Ừ. Chắc là được tiếng đồng hồ đấy nhỉ? Ừ rồi. Lên rồi. Thế này anh đi ra mèo vào lấy rau cỏ ấy. À. Anh vào một tẹo là em chứ vào luôn. À thế là em thật chứ ra sớm. Công trình của em làm hết chưa em thật chứ? Bây giờ công trình làm nhà gần xong rồi. Lắp cửa cái nhà của cháu thế, thế là xong rồi. Thế gần Tết rồi. Thế làm xong rồi thì yên tâm cho các cháu. Tí nướng xong lại thay. Cái này là thịt là tự mổ à anh? Tự mổ. À. Là được cô giáo tên với lại anh Daniel cũng ủng hộ là 12 triệu 300. À. Thế là được các cô các anh là ủng hộ để mà nấu bữa cơm tân gia anh? Vâng, đúng. À. Anh là sẽ lấy cái thịt lợn để mà xiên đi nướng. Đấy. Có cả gừng này, có cả gia vị nhiều nữa, rất là thơm. Chưa chín nhưng mà đã thơm rồi. Em xin phép em ghi hình một tí rồi em về hộ nhé. Dạ ok. Vâng vâng. Em chia sẻ cho các bác. Đấy, các cháu nhỏ này. Thì hôm nay là có kẹo nên là các cháu nhỏ trong xóm ra đây cũng được ăn kẹo. Yeah.
Đấy, nhà anh là cũng lắp phải khoa hết rồi, tuy nhiên thì hôm nay là các cháu nhỏ cũng như là bà con rất là đông nên là cũng đi dép đi giày vào cũng hơi bẩn bẩn rồi. Đấy, thôi thì cứ đi giày vào. Đấy, tổ chức xong bữa cơm tân gia thì sẽ lau lại là sẽ sạch nhé các bạn nhé. Đấy, con sứa, con sứa. xin chào xin. Rồi, cảm ơn anh nhá. Nhiều kẹo quá. Hai con ăn đi nhá. Ăn xong là uống sữa, rồi là không ăn, ăn hết thì tí mang đi về nhé. Đừng có ăn nhiều quá nhé. Tí gọi ăn cơm nhé. Bóc. Sẽ trong nhà ghi hình một chút. Đấy, trong nhà thì khá là sạch sẽ nhé các bạn, rất là rộng rãi. Có các cháu nhỏ này. Các cháu nhỏ rất là đông. Bây giờ là phải dùng đến cái máy quạt này để mà nướng thịt. Cô chỉ ở trên hay nhỉ? Cô nhưng mà như cho xiên nhỉ? Vì nó tần to quá trời lắm. Ngày hôm nay thì trời cũng nắng đẹp mấy các bác ạ. Anh em thì cũng ra rất là đông đúc rồi. Một tí nấu cơm chín thì sẽ có bà con gần trong cái bản này cũng sẽ ra để mà để ăn bữa cơm. Này, bố bảo này, hai con ăn xong tí hộ các anh nhặt cái vỏ kẹo đi vứt nhá, vứt vào thùng rác nhá, biết chưa? Chứ không được để như này nhá. Đấy, ăn xong là tự nhặt đi, cái thùng bên kia kìa, ăn xong tự nhặt đi. Đấy, đúng rồi. Hai con măn kẹo nhiều quá không nhặt được. Bố Bình nhặt hộ cho. Này không? Này không? Có kẹo rồi. Uống không? Uống không? Đây đây.
quay video lúc nào cũng uống mà. À, ngày hôm nay thì em Bình cũng đã đón hai con ra đây để dự bữa cơm với các cháu nữa. Và em Bình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô bác anh chị và mọi người đã quan tâm và theo dõi thước video này của em Bình. Em Bình xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Mino rất là vui khi vào đây thì có thấy em Dũng này, em Dính và các cháu một côi khát nữa. Các cháu thì cũng được ăn kẹo, uống sữa, rồi là một lát nữa thì sẽ ăn cơm, sẽ ăn cơm với các cháu. Bây giờ thì các anh em đang làm việc, cũng thức ăn thì cũng đã chín hết rồi, đang bày xuống dưới cái mẹt nữa các bác ạ. Ngày hôm nay thì có thịt lợn, rất là nhiều thịt, và có cả thịt lợn nướng, thịt lợn luộc nữa. Như tất cả quý các bác anh chị và mọi người thấy thì bây giờ anh em cũng đã làm xong rồi để chuẩn bị vào mâm. Thì em Bình cũng xin phép khép lại cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Trước mặt tất cả quý ông bà cô chú anh chị là chai mật ong bạc hà. Và ở nhà thì vẫn còn vài lít mật ong rừng nữa. Quý ông bà cô chú anh chị nào cần mật ong để mà làm thuốc thì có thể là liên hệ cho em Bình để em Bình gửi mật cho tất cả quý ông bà và cô chú anh chị. Bình xin cảm ơn rất nhiều.